Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp Rồi, theo giờ của gần mình. Tết rồi, không biết là mọi người có chuẩn bị đón Tết chưa ha? Còn em thì em ngưng tạm ngưng là giao 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 toàn quốc rồi. Thì qua Tết em sẽ giao lại ha. Thì có mấy anh chị hỏi em sao lâu quá không lên video. Rồi bây giờ để em lên một số máy mà bị bơm ha. Bây giờ em gom gom lại cũng được năm máy, bảy máy, hôm bữa em có quay rồi. Nhưng mà em không có thời gian thôi, em không đăng cái đó cũ quá thôi, em bỏ luôn. Thì bây giờ năm đơn bơm này ha, thì qua Tết đi, qua Tết thì em sẽ giao lại. Hiện tại thì em bán tại Sóc Trăng thôi, thì qua Tết em mới giao đi toàn quốc tiếp ha. Cái đơn đầu tiên là cái đơn của khách hàng ở ở Đà Lạt, thì đơn này thì không phải là khách bơm mà đơn này là khách đổi thôi chứ không gì đổi. Nhưng mà cái số em sao không có hợp tác với cái khách này được, là cái khách này báo là máy xài ok hết, nhưng mà kiểu là con khách là có cái nhu cầu học online lại cao hơn, lâu hơn, thì khách đổi cái máy tốt hơn, khách đổi cây Huawei Nova 3i á, mà em không biết là cây đó em bán cho ai luôn. Em thực sự em không nhớ là cây đó bán cho ai, hay là mấy đứa cháu em nó lấy nó tiêu nữa, em mất uy tín với khách luôn. Cái khách này em cũng hoàn tiền 100% cho khách này ha. Ban đầu em cũng lỗ tiền 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 ship thì không sao, cái đơn này không sao, cái đơn này là cái đơn đổi thôi. Thì em bán cái máy này luôn, là lúc trước là em bán cho khách đó là 800.000, thì em chuyển khoản full cho khách luôn. Nói ảnh trách em quá trời luôn, ảnh trách là Huawei, cây Huawei Nova 128 GB đó. Lần trước em nói mọi người đó là 2.150.000, ví dụ mà anh có coi video thì anh cũng thông cảm cho em, và em cũng không biết nó thất lạc đâu luôn, không biết là lời có con bé nào nó lấy nó bán không. Tự nhiên cái thất trời gấp luôn. tự nhiên cái thất lạc đâu mất tiêu không biết luôn. Ồ anh này anh mua, ồ anh mua cái ốp lưng luôn rồi nè, thất lạc mất tiêu thì em cũng cảm thấy có lỗi luôn. Ồ anh mua luôn cái ốp lưng ha, L21, thì khách này là khách ok nè ha. Nhưng mà tại vì cái máy của này nó không có đủ đáp ứng nhu cầu của ảnh thôi. Thì cái máy L21 này là Huawei, Huawei L21, mà nó không có phải giống cây L21 kia, nó kiểu làm nó cái năm sản xuất nó khác nhau á. Cây này thì bán 800 ngàn cho ảnh, nhưng mà bây giờ thí dụ mà mọi người có mua thì em để với giá 700 ha, mà qua Tết thì mới giao 700 ngàn. Cái này cái gì đây không biết, cái gì đây à, anh đè vô để cái nút này bấm 700.000, thôi sao thôi 500.000 luôn đi. Rồi rồi cái mật khẩu gì không biết luôn nè, để nữa hỏi ảnh mới được. Mật khẩu mở khóa của bạn sẽ được yêu cầu sau khi khởi động. Thử cái này, để nữa em hỏi là cái mật khẩu của anh. Em bán sale với giá 500 ngàn Huawei L21 có cái ốp lưng con heo. Tiếp theo là cái đơn gì đây, em không nhớ, em mở ra em. Đây là cái khách mà Kaleo em có đăng trên Zalo. Kaleo cũng ở Lâm Đồng, và cái máy này là cái máy LG G5. LG G5 thì em bán với giá là một triệu lẻ năm chục, thì ảnh cọc cho em là 100.000. Cũng vui lắm mọi người, cọc 100 ngàn rồi cũng bơm. Em hỏi tại vì cái đơn này á, nó vướng, nó hơi lâu, nhưng mà khi mà tới rồi thì anh không nhận. Em hỏi ảnh là anh ơi, tại vì cái chỗ đó nó giao, nó cái chỗ bên giao hàng nhanh á là nó thiếu người, nó báo với em vậy đó, thì anh chừng nào tới thì anh nhận giúp em được không. Thì anh nói là sao sao đó quên mất tiêu rồi. Rồi cái
em mới năn nỉ, em nói thôi anh đợi đi rồi chừng nào mà quá lâu thì em sẽ hoàn lại cái cọc. Xong cái qua có ngày ngày 2 ngày à, ngày 2 ngày à, cái em mới bảo là anh ơi sao shipper gọi em gọi nữa anh không bắt máy, thì anh nói là không có cầm điện thoại, không có cầm điện thoại. Rồi ca leo ha, ở thôn 5 xã Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng, không có cầm điện thoại. Rồi cái ảnh nói là không không qua ngày sau nữa, thêm 1 ngày nữa. Xong em nhắn anh ơi anh nhận không để báo với em cho shipper đem về. Rồi xong anh chặn tin nhắn em luôn đó. Cái này là cái LG G5 thì cũng có khách, cái này là một phần quà, một cái cọng sạc. Cũng có khách hỏi cây này LG G5, còn nếu mà ai muốn mua thì em bán ban đầu em bán với giá là 1.050.000, nhưng mà bây giờ em bán với giá là 900.000. Nói chung qua top mới ba bán mới giao lại, mà sau này á em không có cộng 50.000 nữa đâu. Nói chung là cái đơn này không có lỗ, cái đơn này là vừa vừa đủ lấy cái tiền cọc đó trả lại cho bên shipper thôi. Em về là em giục hết, quăng hết. Cái này nó cái dao nó thì nó làm mất thời gian của em thôi, thì sẽ qua tết thì em sẽ cộng 100, dù cái đơn nó bao nhiêu thì em cũng cộng 100 hết, và cái đơn nó càng cao nữa thì em cộng cao hơn chứ em không có cộng thấp hơn. Ồ nó chạm cái nút nguồn nó sao nè, em bấm em đè nút nguồn, nút nguồn là cũng là vân tay luôn ha, LG G5. Em bấm chạm cái nó mở khởi động luôn rồi nè. Thì cái máy này em bán với giá 900 ngàn ha. Cái màn hình cái màn hình nền nó là 360 độ ha, thì mọi người quay là nó quay theo nữa không đó. Ai muốn đặt cọc trước thì đặt cái này, còn không thì qua Tết em sẽ giới thiệu lại. Nói chung bữa nay làm một cái video giải trí cho mọi người thôi, thì gần Tết rồi mọi người cũng lu bu công việc, rồi lâu lâu mọi người coi video thì giải trí thôi ha. Game này là game 4G, game 4G bộ nhớ 32G, game 4G bộ nhớ 32G khá là mạnh luôn á, LG G5. Cái màn rất là to ha, màn máy nó còn ok, 900 ngàn. Cái nút nguồn ở sau nè. Tiếp theo là một cái đơn nè, lúc nào đi em cũng gói, em cũng có một cái phiếu bên em, phiếu bên shop em, và hàng dễ vỡ ha. Cái mã đơn khi mà mọi người muốn tra mã đơn á, tí em chỉ mọi người tra luôn mã đơn bên bên giao hàng nhanh ha. Anh Trần Văn Tâm, cái trường hợp anh này á là hẹn hẹn không nghe không nghe, này shipper ghi nè, ảnh mua của em cũng mấy máy rồi, Trần Văn Tâm ở Sài Gòn, đây địa chỉ của ảnh đây, số điện thoại cuối là 4089. Thì ảnh mua của em mấy máy rồi thì ảnh nói là cứ gửi máy này lên cho ảnh đi, đây là iPhone 5S ha, 5S em bao ship cho ảnh luôn á, 900 ngàn. Gửi máy này lên cho ảnh đi, rồi có gì ảnh sẽ trả tiền nha, anh không có bơm đâu. Xong cái anh đi làm thì shipper gọi á, shipper báo là anh này anh đi làm không có nhà nhận gì đó. Xong cái em mới điện cho anh thì anh nói là anh sẽ đến tự đến nhận lúc mà 8 giờ đến 10 giờ, thì em cũng hẹn shipper là 8 giờ 10 giờ thì anh ghé nhận. Xong cái mọi người biết sao không, 8 giờ tới 10 giờ của anh là 8 giờ tới 10 giờ buổi tối á. Trời ơi, shipper người ta làm việc mà có vụ làm buổi tối 8 giờ tới 10 giờ, ai mà ngồi đợi ảnh 8 giờ tới 10 giờ. Mọi người nghỉ thôi xin bó tay luôn á. Rồi trước đó thì em giao ok, mà bây giờ cái đơn này là em ảnh nói là ảnh mua mấy máy rồi thì em cũng tin tưởng. Ảnh ảnh nói là
Sao em kỳ cục quá vậy? Anh mua mấy máy mà không nhớ anh nó, trời ơi. Nói là anh là khách hàng mà không không nhớ anh á, trời sao mà nhớ nổi hết. Chỉ khi nào mà những cái khách mà nói chuyện dễ thương đàng hoàng em mới nhớ thôi. Giống như em có một cái ông anh khách ở đây nè, cũng anh cũng Bạc Liêu, anh Hiền. Hello anh Hiền ha. Dù mà anh có nghe video này cũng ảnh ở đây nè, anh cũng rất là dễ thương luôn anh Hiền á. Anh lái xe ở Bạc Liêu lên mà anh mua mà anh nghe em bị bơm hàng, bị bơm hàng này kia, ảnh chửi quá trời luôn, chửi. Nói chung thì tùy khách thôi, có người con, nhưng mà em rất là ấn tượng với anh Hiền luôn, tại vì anh Hiền nói chuyện rất là được, rất là ok luôn, chứ không phải như như những anh này đâu. Mua hàng mà la em là không nhớ là sao, trời sao mà nhớ được. Đây iPhone 5s em bán với giá 900, nhưng mà cây này là không có nè, cho một cái miếng giấy chùi nữa nè, chùi kín. Cây này là không có cọc mà đơn bơm, mọi người yên tâm đi. Em qua Tết em sẽ làm một cái video của cái đơn bơm và em sẽ bán sale. Nhưng mà mọi người cọc 100 em mới đi đơn bơm nha. 100, ít nhất là 100 ngàn. Chứ em không có nhận cọc 50 nữa, 100 trở lên. Hoặc là chuyển full. Chứ em không có nhận cọc 50 nữa, cọc 50 mệt lắm. Cọc 50 lỗ tiền ship. 100 thì vừa đủ đó. 100 thì lời chắc cỡ 2-3 ngàn, 3-4 ngàn ha. Tùy theo chỗ mà em gửi bên giao hàng nhanh hay là bên Viettel nữa. Để tí em hướng dẫn mọi người tra cái mã đơn ha. Đây. Cái bọc. Tết năm nay nghỉ cũng nhiều. Đây. Màng đen vỏ gòn. Thì những anh chị bơm hàng này thì em vẫn sẽ bán lại, nhưng mà phải cọc cho em nhiều hơn. Cái này là cái mạng nó hơi xấu nè, cái miếng lót nó hơi xấu nè. Cây này bán sale bằng iPhone 5G luôn, 700 ngàn. Đợi con bé nó lên cái sẽ nói tiếp cho mọi người. Em giục hết lấy phong thủy mà em sẽ giục hết một đống này. Còn cái này là khẩu trang em tặng kèm là thôi. Em quăng luôn. Nó chơi chứ em bịch. Rồi, để nó đi. Tí nó lên. Tiếp theo là một cái đơn. Trần Văn Chấn. Cái đơn này á là ban đầu là sai địa chỉ mà anh cũng không rảnh để anh lại nhận. Ảnh với anh shipper hẹn tới hẹn lui cuối cùng không được, giống như là ban đầu ảnh kêu em giao cái địa chỉ nào đó, rồi sau đó thay đổi cái địa chỉ, rồi cái em chuyển ở trên địa chỉ xong, cái đây nè, cái này là cái địa chỉ khác, ban đầu là địa chỉ này, ban sau là địa chỉ này, rồi cuối cùng ảnh cũng không có gọi là shipper mà lấy hàng luôn. Nói chung là nhiều tình huống, nhiều nhiều sự phức tạp. Em cũng không biết là lỗi này là lỗi của bên shipper hay là lỗi của khách hàng nữa. Anh này thì anh cũng cọc rồi, cho em 100 ngàn rồi. Nói chung là em cũng không trách ảnh được. Mà nói chung em cũng không biết tin lời ai luôn. Shipper báo là sẽ liên hệ với ảnh giao mà cuối cùng không có giao, xong em lưu kho mất hết mấy ngàn nữa một ngày á, mà em lưu kho tối đa chỉ có tối đa là thí dụ tới đó là một hai hai ba lần ba như ba lần á là không giao được, là nó sẽ hoàn hoàn về. iPhone 5s. Trời, cập nhật luôn kìa. Cái này là cây 6 plus và 6 plus là gì ta?
cũng hơi nhiều. Sốt lết và năm ớt ấy vậy. Nó cập nhật luôn à. Rồi không biết có ai lao không nữa nè. Quên nữa. Lao cái dính hay lao luôn của em. Xé luôn. Giận quá, tức quá. Nè, tặng quà. Tặng quá trời. Khẩu trang nè, hai cái sạc nè. Một cái phần quà mini nè, hai cái tờ cảm ơn, hai cái chụp sim với một phần quà em bé. Em bị bật cái này nữa mà. Rồi. Cây này là cây năm ớt. Ai du, sorry mọi người nha, cái cây này nó bị bật hoài. Rồi tiếp tục. Rồi, cây năm ớt, em mở cái năm ớt trước cho mọi người xem. Nó mở rất là mạnh bạo nha mọi người. Em là mở quà là em phải, em thí dụ như là xé là ví dụ như những cái món quà mà người khác tặng em á thì em mở rất là chi li, và em giữ là những cái bọc quà, cái vỏ quà, cái hộp quà, cái giấy gói luôn. Còn mà kiểu bom hàng này á em không có giữ lại nên em xé toạc ra hết, không giữ lại gì hết, để cho bỏ đi cái xui của mình. Em gói rất là kỹ nha. Okay. Ba lót nó trong chống sốc nữa. Mà đem về mà mọi người có bị bể này kia thì em cũng không biết làm sao luôn. Đó giống như là phải quay video lại mới nói bể hay không bể gì được. Tại là 1:15 trưa. Đây, một cây năm ớt màu gon. Khá đẹp ha. Để xem còn lên còn pin không biết. Còn pin. Nó có một phản quang nhẹ nè. Qua tối này bán năm ớt này sell hết, mọi người yên tâm. Ai cần thì bán sell hết. Rồi, đây là một cây sốt lót ha. Hai máy này là chỉ có 2.500.000 thôi. Solid gone. Hôm bữa ở đây có người kiếm nè, mà giao cho anh rồi thì không có đi đơn được. Bây giờ em có lại rồi. Cái này là mất đây là chỉ có phản quang ở trên đây một xíu thôi. Ngoài ra đẹp, ngon. Móc vân tay 5 ớt 16 GB. Còn đây là soap lết. Soap lết này anh bán cảnh hình như là 1 triệu 2 cây luôn, là 2.5 triệu. Thì cây cây 900 với cây triệu 8. Ủa 7 700 với triệu 8 2.5 triệu. Cái này là qua Tết em bán. Cái này là mẻ cường lực. Mẻ cường lực nha. Qua Tết em bán lại cây này là 1.650 thôi. 6 lớp 16 GB. Còn vân không? Mất vân nha. 6 lớp 16 GB. 1.650. Đem khẩu trang đi xài hết luôn. Nghỉ tặng luôn. Ghét rồi. Cái đơn này nè. Mới là quạo nhiều cái đơn đó, đó. Rồi, tiếp theo là một cái đơn này nè. Đây, em gửi bên giao hàng nhanh đó là nó không có không có tới được cái địa chỉ của cái anh này. Anh này tên Vinh. Đây mọi người thấy không?
Anh cọc có 50.000 thôi, anh mua cái này là cây bún ớt. Không tới được nên em qua Viettel em gửi là thu phí 33.000 nè, cộng 51.000 nè. Là 84.000, anh cọc 50.000 mà tiền ship 84.000 là mọi người thấy em lỗ hết 34.000 đúng không? Rồi các à, lúc mà bên Viettel giao hàng á, bên Viettel gọi ảnh giao hàng không được. Em gọi anh cũng không được. Em gọi anh không được, bên Viettel gọi không được. Em mới nhắn tin nó, ủa anh ơi sao anh không lấy hàng? Rồi anh cũng không trả lời. Xong cái mấy bữa sau Viettel nó, em lưu kho hết mấy ngày nữa. Nè Tuy Phước, Nguyễn Văn Vinh nè, khu phố 5 nè, Văn Hội 1. Nếu như mà anh coi cái video này, anh nhìn nè, em có gửi hàng cho anh chứ không phải không nha. Gọi anh không bắt máy. Nè, khu phố 5, Văn Hội 1, thành phố thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Là số bắt đầu là 035 và số kết thúc là 495. Thì cái đơn này là em có giao chứ không phải không giao cho anh, 435.000. Mà gọi anh không bắt máy, em nhắn tin em gọi điện cũng không bắt máy. Rồi cái sau mấy ngày sau em thì Viettel nó trả về, thì em thấy là vậy là bom hàng rồi, nên Viettel trả về, trả xong cái anh nhắn là anh chửi em á, là sao không gửi hàng mà cái đơn hàng của anh là 2.000.000 vậy. Em mới kêu là anh coi kỹ lại đi chứ không phải là em gửi 2.000.000 nè, tiền thu hộ là 435.000 nè. Rồi 435.000 nè, Nguyễn Văn Vinh ha, ở Bình Định nha. Đó thì em mới gọi lại ảnh không dám bắt máy luôn, ảnh cứ nhắn ảnh chửi em hoài luôn, ảnh chửi mà khó chịu luôn, mà em gọi lại thì không bắt máy. Người ta gọi lại gì em cũng không hiểu sao. Nói chung là em không có muốn nhắn tin nói qua nói lại, kiểu bực bội qua lại này kia, chửi lộn này kia, em không muốn. Em nói là anh bắt máy đi, anh đừng có kiểu mà nhắn tin gì mà không dám bắt máy em. Đó, bắt máy thì không bắt máy mà nhắn tin chửi, mọi người coi làm sao đó. Cái nít thì nhìn cái mặt ảnh thì cũng ấy lắm, nhưng mà cái cách ảnh nói chuyện cũng rất là con nít, mà rất là kiểu mất lịch sự luôn á. Nhìn cũng lịch sự lắm, nhìn cái nít cũng lịch sự lắm mà nói chuyện rất là không có lịch sự chút nào. Hoặc là em nhìn người rất là dở, nhìn thực chất người ta không lịch sự mà em nhìn ra lịch sự sao. Nè, cũng tặng quà bình thường cho anh nè. Ăn quà luôn ha. Đây, iPhone 4 nè, iPhone 4 S chứ. Nói chung là cái lúc mà gọi á mà không bắt máy, nhắn tin không trả lời, rồi sau đó hàng hoàng về rồi anh nói là anh đập cái điện thoại lúc đó rồi anh không có ấy được. Nhưng mà hàng hoàng về rồi cũng có chục ngày ta hoàng về rồi thì sao, thì làm sao mà giữ rảnh tới cái lúc mà anh nhận được. Mua hàng mà đập bỏ điện thoại rồi shipper gọi không được, hoặc là mua hàng mà người ta gọi lại mà không dám bắt máy, kiểu giống như cái chú ở Sài Gòn vậy đó, ở đường Quỳnh Thị Mài đó, thì gọi lại nói là sợ cái bà kia bả chém lộn chém chúng, trời ơi chán gì đâu. Đây hết pin, máy hết pin, để lâu quá. 4S màu đen em có tặng sạc luôn nè. Người che cái mã đơn ha, chừng nào mà ví dụ như mọi người có lên có đặt hàng xong em sẽ chụp cái mã đơn và chụp cái chỗ giao hàng ha. Ví dụ như đây, bên đây là cái mã đơn của giao hàng nhanh nè, thì nó là tầm 8 ký tự, còn bên đây là mã đơn của Viettel thì nó là 12 ký tự, 2 4 7 12 ha. Rồi thì mọi người vào, đầu tiên thì mọi người vào Safari của iPhone hoặc là Google đó. Mọi người vào bấm vào Google ha. Google. Hơi chói nắng nha mọi người, nhìn hơi khó tí. Mọi người vào Google thì mọi người ghi là tra cứu mã đơn giao hàng nhanh hoặc là tra cứu mã đơn Viettel. Thì nó có
nó sẽ hiện ra một cái trang web và mọi người đây em đọc nè, cha cứu là cha xong thấy ta đây đây thấy rồi nè, cha cứu nè, mã đơn giao hàng nhanh trước ha, giao hàng nhanh thì mọi người ghi tắt chứ giao hàng nhanh nó cũng ra nữa. Đây là rồi sau đó mọi người bấm vô cái trang web là ghn.vn ha, thì trạng thái đơn hàng nè. Đó thì cái mã đơn này em sẽ cấp cho mọi người, ví dụ em tạo một cái đơn nó sẽ tự ra cái mã đơn thôi. Ví dụ em tra cứu cái thử cái đơn này ha, cái mọi người bấm vào đây. Bấm vào đây thì mọi người ghi trang vậy đó là G nè. A 6 E T N L. Hình như nó không có phân biệt hoa thường đâu. Em bấm thử nó ra và đi. Trời ơi. Dạ. G A 6 E T N L 8 B GE6ETN8B đúng rồi. Đó, đó. Nó ra liền ha. Nó ra là ngày lấy nè, ngày giao dự kiến nè, là hoàn hoàn thành công nè ha. Thì cái này là cái chỗ người gửi của em nè ha, cái chỗ người nhận của mọi người ha. Mọi người khi mà em chụp cái mã đơn thì sẽ có thông tin chi tiết cụ thể cho mọi người luôn. Còn khi mọi người lên Google tra thì nó sẽ có những cái phần sau thôi. Tại vì cái này là nó bảo mật thông tin cho mình á, thì nó sẽ có cái lịch sử đơn hàng và tới đâu thì nó sẽ có hết ha. Cái đơn này là giao từ thứ ba ngày 4 tháng 1 mà cho tới 18 19 nó mới về tới em được. Đó thì đó là tra cứu của đơn hàng giao hàng nhanh. Thì mọi người biết em có lừa mọi người hay không thì mọi người lên đây tra là ra được cái mã đơn thôi, là làm sao lừa mọi người được. Rồi tiếp theo là mình cũng ghi là tra cứu mã đơn Viettel thì mình cũng nhập cái mã đơn này ra là nó ra. Chứ mọi người mỗi lần mọi người hỏi là ở cái đơn tới đâu, cái đơn tới đâu rồi hay như thế nào á, thì em sẽ vô cái app của em, cái app mà gửi hàng cho khách á. Bên Viettel thì em chưa từng tra, em bấm vô. Nó cũng y chang thôi. À, cái trang thứ hai ha mọi người. Trang thứ hai. Đây mã phiếu, mã bill, đây là cái mã nè. Đó mình nhập vô. 1 6 6 3 5 5 5 2 4 0 3 8. Và cái mã này là cái mã captcha để mình nhập, để mình nó xác thực là mình là không phải là robot biến hình. Rồi nhập sai mã hay gì à? D 66 A. Cái này nó không ra nhỉ. Có ghi sai không? 166 3555 24038 là X nè. 8 HK. Không ra, để qua cái khác. Tra cứu vận đơn. Thử mình nhập vào đây nhé. À, thì em hỏi là bên cái anh Viettel á, thì anh bảo là vào trang viettelbot.com.vn ha. Nhưng mà khi mà mã đơn hoàn về rồi thì cha sẽ không ra nữa. Thì khi nào mà mọi người muốn, ví dụ như em ít lắm, em gửi bên Viettel rất là ít luôn. Tại vì những cái người mà không gửi được bên giao hàng nhanh em mới gửi bên Viettel thôi. Thì mọi người cứ vào trang web là viettelbot.com.vn ha. Rồi mọi người sẽ vô cái phần mà tra cứu hành trình đơn hàng.
người nhập đơn hàng vào đây, mọi người nhập mã captcha thì nó sẽ ra. Hiện tại cái lúc mà mọi người nhận á thì nó sẽ ra cái đơn. Còn nếu mà hoàn về rồi là nó không có còn cái hành trình nữa. Đó, thì đó là những cái cách mà tra cứu đơn hàng bên giao hàng nhanh hoặc là việc theo bot ha. Thì thường là em gửi bên giao hàng nhanh nhiều nên mọi người cứ 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 tra thoải mái thôi ha. Đó. Đó, để lâu thì nó hết pin đó. Là trong đây là một máy bơm, hai bơm, ba bơm, bốn bơm, năm bơm, năm đơn bơm và một năm máy đơn và một đơn trả. Đó. Thì em quay giải trí cho mọi người xem thôi chứ qua Tết em bán đi đơn cho mọi người tiếp theo ha. Thì những cái cây máy này, ví dụ năm ớt này là 900 thì em bán sale bỏ luôn là 750. Huawei thì 500, 6 lớp thì 1.600, GR5 thì là 900, 4 ốp thì 300, full nha, cái này full Zalo, Facebook, YouTube nghe gọi thường nha, tặng công sản luôn. Còn cái này, trời, nó đang cập nhật lại nè, cây này em bán 750 luôn, 700 hơn luôn. Nói chung là bán hàng xả thì nó giá nó khác hơn là bán hàng thường ha. Bình thường ví dụ em nhập nhiêu thì cộng như cái tiền lời của em tầm 100-150 ngàn thì em bán. Còn bán hàng xả bơm thì giá nó khác nên em chừa mấy cái cây này lại. Qua Tết em sẽ xả bơm mấy cái này nè hết ha. Rồi, gần Tết rồi, em chúc mọi người có một cái năm mới thật là dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng cả nhà ha, cả gia đình ha. Để Tết này cũng hiu quạnh quá, cũng không có đi đâu chơi đâu, cũng không có mua đồ Tết luôn nữa. Thì mua đồ bộ, còn đồ bộ thì mặc đồ bộ ở nhà thôi, đi vòng vòng nhà thôi. Chứ không có ai mà dám đi, cũng không có ai dám ngủ hết trơn. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại mọi người năm mới ha. Xin chào.